trời. An toàn giao thông là không gây tai nạn, dù cho đường đang đông, ý thức bên trong bạn. Trời tối hay là sáng, xe thường hay là sang, ai mà cẩn thận là sẽ nhận được bình an. Có khi nhanh một giây nhưng mà chậm cả đời, vì tôi tuân thủ luật sẽ là câu trả lời. Và dù đang vội vàng và đi làm có trễ, cũng nhớ đúng vào hàng, đừng để người khó dễ. Ok, Nam Cường xin chào quý vị đang đến với chuyên đề giao thông đặc biệt giao lộ Bình An, được phát sóng vào lúc 10:50 sáng chủ nhật hàng tuần trên đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Và tôi là chủ quán cà phê Bình An. Đến với quán cà phê Bình An có rất nhiều những món nước uống quen thuộc như là cà phê hay là các loại nước giải khát, nước trái cây, thì có một menu vô cùng đặc biệt dành cho tất cả khán giả thân thương của chuyên đề giao thông giao lộ Bình An. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với món khai vị Bác Tài ơi, với những câu chuyện về giao thông dở khóc dở cười. Tiếp theo sau đó sẽ là hai món chính, đi xa cho đúng và về nhà an toàn. Và cuối cùng là món tráng miệng với phần quà hấp dẫn rất dễ thương đến từ Ai Sai Ai Đúng. Quý vị cùng theo dõi quý vị nhé. Trước hết hãy cùng đến với những tình huống giao thông trong Bác Tài ơi. Và mở đầu trong một Bác Tài ơi ngày hôm nay, Nam Cường sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Đó chính là một vụ giải cứu ở đường ray xe lửa. Nghe tới đây là thấy hấp dẫn rồi đúng không? Nghe giống như là trong mấy cái phim hành động. À, diễn biến câu chuyện như thế nào? Mời quý vị theo dõi. Camera hành trình đã ghi lại một khoảnh khắc căng thẳng tại đoạn đường sắt qua cổng chào xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ở trong đoạn clip có một người phụ nữ đang cố gắng vượt đường ray khi chở theo hàng hóa khá là nặng, nhưng không may lại bị kẹt vào lúc tàu đang tiến tới gần. Chỉ trong tích tắc, một nam thanh niên đi ngang qua đã nhanh chóng xuống xe và chạy đến giúp người phụ nữ lùi chiếc xe máy ra khỏi đường ray an toàn. Nhờ phản ứng nhanh nhạy của nam thanh niên mà cả hai đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong gang tấc, khiến người chứng kiến không khỏi thót tim. Và ngay sau khi đoạn video này được chia sẻ trên mạng xã hội, đã có rất nhiều ý kiến tán thưởng sự ứng cứu kịp thời của thanh niên đi xe máy, đồng thời bất bình trước sự chủ quan, liều lĩnh của người phụ nữ đi xe máy. Đó, coi xong mà thiệt sự là không hiểu luôn quý vị. Không hiểu tại sao có những cái suy nghĩ nó đơn giản đến như vậy. Đó, người phụ nữ đó đã biết sẽ có tàu đi ngang qua trong tích tắc, vậy mà cũng ráng băng qua cái đường ray cho bằng được. Nhiều người nghĩ là chắc là tàu nó né mình hay sao á. Trời ơi, cái đường ray người ta mà né đi khúc nào được, mà thắng lại cũng không thể nào mà kịp được. Đó, người ta cứ nghĩ là thôi thì chỉ mất vài giây để đi qua cái đường ray thôi, cứ phóng qua đại đi. Trời ơi, sao mình không nghĩ đến cái cảnh mà lỡ mà mắc giữa cái đường ray đó, nếu như không có vụ giải cứu là coi như là ôi ôi xong đời rồi, đúng không nào? Ngày tới mà tôi ớn lạnh người luôn á. Thôi bây giờ mình bỏ đường ray đi, mình về tới đường quê để nghe câu chuyện khác. À, nhiều người bây giờ cứ nghĩ vậy nha quý vị. Bỏ phố về quê bởi vì á, phố xá đông đúc quá, đi xe á rất là nguy hiểm. À, xe cộ thì đông đúc, về quê mình chạy bon bon trên đường, chạy xa cũng được. Nhưng không có đâu, trời ơi, đường nào cũng vậy thôi, nếu mình đi không cẩn thận cũng có chuyện à. Mời quý vị theo dõi. Chuyện xảy ra trên một vùng quê bình yên và một buổi sáng đẹp trời. Mọi thứ đang diễn ra một cách yên ả cho đến khi có sự xuất hiện của một chiếc xe tuốt lúa. Cụ thể, khi đang điều khiển chiếc xe tuốt lúa trên cánh đồng, một người đàn ông đã gặp phải sự cố nghiêm trọng ở đoạn cua. Dù vào cua với tốc độ rất chậm, nhưng thanh niên này đã mất kiểm soát khiến chiếc xe tuốt lúa lao thẳng xuống mương nước sát bên đường. Và khoảnh khắc này không chỉ khiến người chứng kiến thót tim, mà còn khiến chính người lái đối mặt với nguy hiểm. Rất may, người đàn ông đã nhanh chóng nhảy khỏi xe, kịp thời tránh được một vụ tai nạn trong gang tấc. Chỉ vì một chút bất cẩn mà vừa phải tốn khá tiền sửa xe, mà đôi khi còn đe dọa đến tính mạng của mình nữa. Thôi, coi như của đi thay người. Qua vụ việc này thì nhớ rút kinh nghiệm, chạy xe vào cua nên kiểm soát tốc độ như anh nông dân gì đó ơi. Đó, nhìn về đường quê như tình huống vậy rồi, tự nhiên mình thấy đồng ruộng, lúa rồi. Tự nhiên nghĩ đến cái cảnh mà hồi xưa, hồi nhỏ đó, mỗi lần mà được ba má dắt về quê, trời ơi thích lắm, đi theo đám bạn ở trong xóm đi tuốt lúa nè, đi ra ruộng chơi nè, rồi còn được đi cưỡi trâu nữa đó, đi cưỡi trâu, chăn bò. Trời, khung cảnh nên thơ đẹp vô cùng mà lãng mạn vô cùng luôn. Nhưng mà bây giờ tôi nói công nghiệp quá, hiện đại quá,
diện tích trồng lúa nó cũng bớt lại, rồi trâu bò nó cũng ít đi, mà nhưng ít thì ít cũng còn. Bây giờ hả, hết đi trên đường ruộng được thì trâu leo lên đường làng trâu đi đó. Vui vui á thì nhìn đi thông dong, mà hả mà chọc giận trâu một cái là dí chạy té khói luôn á. Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại tình huống dở khóc dở cười của một nhóm thanh niên. Một nhóm thanh niên gồm 4 người đang chạy xe máy trên đường liền phải bỏ chạy tán loạn. Trong đó một người vứt xe máy tại chỗ rồi chạy bộ, 3 người còn lại thì vội chạy vào nhà dân để ẩn nấp. Điều gì khiến cho nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn như vậy ta? Hóa ra nhóm thanh niên này bị một con trâu đi ngược đuổi, quý vị ơi. Con trâu tỏ ra khá hung dữ khiến nhóm thanh niên càng hoảng loạn hơn. Nhóm này bỏ chạy đến đâu, con trâu càng rượt đuổi dữ dội đến đó. Cũng may với sự nhanh trí của mình, nhóm thanh niên đã chạy thoát vào một nhà dân bên đường. Chủ nhà sau khi thấy con trâu này lùng sục trong sân cũng nhanh chóng đóng cửa lại để không gặp nguy hiểm. Trâu nhà ai thì đem về cột lại trong chuồng cho an toàn giùm tôi nha. Chứ để em ấy tung hoành trên đường thế này thì gây họa cho người ta quá trời quá đất đi. Ồ, nhìn con trâu kiểu là 17 bẻ gãy sừng trâu đó. Trâu sẽ nói, đâu ai 17 tuổi lao ra đây thách đấu với trâu. Ôi ôi, quý vị thấy không, trâu dí chạy té khói luôn. May mà chạy kịp đó, chạy nhanh đó, chứ không thôi là trâu hút một cái là xong chuyện rồi. À, nhưng mà ông bà mình nói 17 bẻ gãy sừng trâu cũng có lý do. Đó là tuổi mà, tuổi trẻ mà, sức mạnh mà. Cho dù có những cú va chạm gọi là mạnh, cực mạnh, nhưng mà nhờ sức khỏe có thể vượt qua được, như tình huống sau đây. Cư dân mạng đang bàn luận rôm rã về một tình huống va chạm giao thông giữa một xe máy và một xe đạp điện. Theo đoạn clip ghi lại được, cả người đi xe máy lẫn đi xe đạp điện đều không đội nón bảo hiểm. Đáng chú ý hơn nữa, khi đi đến đoạn cua khuất tầm nhìn, chiếc xe máy và xe đạp điện đã có màn va chạm. Cũng rất may là hai thanh niên đã nhanh trí, phản ứng, kịp thời nhảy ra khỏi xe nên không ai gặp chấn thương gì. Sau khi định thần lại, hai thanh niên liền đứng dậy dựng xe rồi tiếp tục di chuyển. Có lẽ sau vụ va chạm này, cả hai thanh niên sẽ rút ra bài học nhớ đời cho mình khi tham gia giao thông. Khi đi đến ngõ cua khuất tầm nhìn, cần giảm tốc độ và quan sát kỹ càng để đảm bảo an toàn cho mình và người khác nha, hai thanh niên gì đó ơi. Và bây giờ Nam Cường xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món chính đầu tiên, đi sao cho đúng, và sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời vô cùng quen thuộc của quán cà phê Bình An, thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo. Xin chào chị. Xin chào Nam Cường và xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tiếp tục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngồi đây và bàn luận về những câu chuyện giao thông. Và hôm nay chị Thảo diện một chiếc áo xanh rất là đẹp. Chính vì vậy mà Cường đã pha cho chị một ly sinh tố bơ rất là hợp với bộ trang phục mà chị đang mặc, để chúng ta có một ngày thật là thoải mái. Cảm ơn Cường, rất là ngon. Và sự thực là ngày hôm nay mình mặc cái áo này nó cũng có một tí chủ ý. Đấy là cái sắc xanh này nó giống như là cái gương mặt của chúng ta mỗi khi mà đối diện với những cái tai nạn giao thông hoặc là những cái điều rất là khủng khiếp xảy ra trên đường. Khi mà lưu thông trên đường ấy thì tôi sẽ đi qua rất nhiều những cái con đường mà có xe tải, xe công, xe lớn không á. Gần đây nhất thì một cái người bạn thân thiết của tôi, cô ấy có kể một cái câu chuyện là một người trong gia đình của cô ấy, thậm chí là người này không có, họ không hề đi xe mà họ đang đi bộ và băng qua một cái ngã 6 rất là đông đúc. Thì ngay lúc đó có một cái xe công rất là lớn chạy tới. Và không hiểu vì lý do gì mà cái xe công đó nó lật ngang và đè lên người nhà của cô ấy, gây ra một cái vụ tai nạn rất là thương tâm. Vâng. Như câu chuyện chị Thảo vừa chia sẻ thì có lẽ là những vụ tai nạn xảy ra nó sẽ liên quan tới điểm mù của xe, đặc biệt là những xe có tải trọng lớn như là xe tải lưu thông trên những tuyến đường lớn như là đường quốc lộ, đường cao tốc. Đây là một câu chuyện mà chúng ta thấy là bàn luận rất là nhiều trong rất nhiều chương trình, và ngay cả chương trình Giao lộ Bình An của chúng ta cũng nhắc rất nhiều đến những cái điểm mù của xe. Trên lý thuyết chúng ta thì biết được à, điểm này là điểm mù của xe, điểm kia là điểm mù của xe, nhưng trên thực tế thì nhiều người vẫn chưa hình dung ra, bởi vì họ nhiều khi họ chỉ là những người đi đường, đi bộ hoặc là đi xe máy, xe đạp. Họ không phải ngồi trên những chiếc xe lớn để có thể biết được điểm mù của xe nằm ở đâu. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đưa những câu chuyện mà thực
ngay cả có những câu chuyện thực tế mà chị có thể chia sẻ đến với khán giả để khán giả có thể có những cái nhìn chính xác hơn. Và bên cạnh đó chúng ta cũng trang bị những cái kỹ năng để chúng ta xử lý khi những tình huống đó xảy ra. Trước hết thì xin mời chị Thảo cùng với tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi những tình huống trong chương trình ngày hôm nay. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, xe đầu kéo biển số 61C32640 kéo rơ móc do tài xế Bùi Văn Tê, quê Thanh Hóa, điều khiển lưu thông trên đường Lê Văn Khương, hướng từ quận 12 về thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đầu kéo rẽ trái dưới gầm cầu vượt Tân Thới Hiệp, quốc lộ 1A, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thì va chạm với xe máy biển số 55N6-0399 do một người đàn ông điều khiển. Sự cố xảy ra khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Tiếp theo là vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba Đông Tân, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo camera giám sát ghi lại, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11, tại khu vực ngã ba có nhiều phương tiện qua lại, chiếc xe container trong khi đang đánh lái để rẽ phải, thì bất ngờ va chạm với một xe đạp điện di chuyển cùng chiều bên phải. Do khuất tầm nhìn, lái xe container không phát hiện có phương tiện bị đâm trúng, vì vậy tiếp tục cho xe di chuyển, cuốn xe đạp điện và người điều khiển vào gầm xe. Hậu quả người đi xe đạp điện tử vong tại chỗ. Xem xong đoạn clip chúng ta thấy là hai vụ tai nạn thương tâm xảy ra dẫn đến việc tử vong ở trên đường. Vậy thì theo chị, qua hai vụ tai nạn này chúng ta thấy có điểm chung nào về cái việc mà người đi xe máy khi mà họ lưu thông trên đường mà chạy gần những xe có tải trọng lớn như vậy để rồi phải chịu những cái kết thương tâm như thế? Tôi có nhắc rất là nhiều lần đối với lại các bạn sinh viên của tôi là khi các bạn di chuyển trên đường ấy, thì nếu như mà nó không có cái làn dành riêng cho các bạn ấy thì đừng có bao giờ đi sát vào, kể cả phía bên phải hay là bên trái. Tại vì là xe đấy nó cao hơn xe của mình rất là nhiều. Thậm chí là nếu như mà mình đi xe máy ấy, thì mình mấp mé tới đây, tức là cái phần từ vai mình trở xuống là nó nằm trọn vào trong cái gầm xe. Và cái khi mà cái xe nó di chuyển như thế này thì nó sẽ có một cái lực hút, các bạn có thể dễ dàng bị hút vào bên trong. Và vì nó cao như vậy cho nên là cái điểm mù của nó sẽ rất là lớn. Mà giống như là lý thuyết người ta thường nói là khúc này nó sẽ không phải là điểm mù, khúc kia nó không là điểm mù. Nhưng mà vấn đề là đấy chỉ là lý thuyết thôi. Bởi vì trên đường người ta nói là nếu mà muốn khoảng cách an toàn thì nó sẽ nhân với cái tốc độ nhân 3. Tức là nếu như mà Cường đi ở trên cái đường cao tốc ấy, thì xe trước với xe sau phải cách nhau khoảng 100m. Điều này không thể xảy ra trong đô thị được. Đặc biệt là trên những cái đường mà quốc lộ bình thường của mình á, thì các xe bao giờ cũng sẽ đi sát vào nhau như thế này. Và như vậy thì có nghĩa là cái điểm mù mình cũng sẽ chả xác định được nó nằm ở đâu cả. Tuy nhiên thì tôi có dặn các bạn ấy là bởi vì mình không có thể nào giữ được cái khoảng cách như vậy, bởi mình có muốn giữ thì các cái xe khác nó cũng sẽ chèn vào, và thậm chí là nó sẽ đẩy mình vào những cái điểm mù mà mình không mong muốn. Thế thì có một cái quy tắc như thế này để mà các bạn có thể khỏi phải tính toán, bởi vì không phải là ai cũng có thể tính toán nhanh được. Thế thì có một cái quy tắc mà tôi dặn các bạn là như thế này: người ta có nhìn thấy mình thì mình mới nhìn thấy người ta, nếu mình không nhìn thấy người ta thì người ta không có nhìn thấy mình. Đấy có nghĩa là khi mà các bạn muốn đi băng qua một đầu cái xe ấy, thì cái người lái xe ngồi trên cái cabin đó, các bạn phải nhìn thấy người ta ít nhất là từ ngực trở lên. Còn nếu như mà bạn không nhìn thấy người ta thì tức là cái khoảng cách của bạn nó đã quá sát đến mức độ mà bạn chỉ có nhìn được thấy cái xe thôi, và mình sẽ không nhìn thấy cái người tài xế đấy, thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ không nhìn thấy mình. Thêm một cái nữa, đấy là về mặt quy tắc quan sát ấy, thì ở đây tôi có một cái gương. Cường sẽ nhìn thấy là như thế này. Bây giờ Cường sẽ cầm cái gương này và Cường sẽ quan sát là nếu cái gương này ở bên tay trái của tôi, tức là gần với cái ghế lái của tôi đó, thì Cường sẽ nhìn được tới đâu. Cường sẽ thử xem là Cường sẽ nhìn được tới đâu. Đây, ví dụ mình tay lái đây đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ thử xem là cái phổ nhìn của mình ở bên nào thì sẽ rộng hơn, và mình sẽ nhìn được nhiều hơn, cái điểm mù ở chỗ nào là ít hơn và chỗ nào là nhiều hơn. Thì rõ ràng là bên này này, cái phổ nhìn của nó không có được rộng. Đúng rồi. Nhưng mà cái điểm mù của nó sẽ ít hơn. Còn bên này, cái phổ nhìn của nó rất là rộng. Tại vì nó không phải ở bên này, Cường, nó phải xa hơn. Xa hơn. Đúng rồi, vì còn một người phụ lái bên kia nữa. Cho nên là khi đó Cường nhìn vào đây, cái phổ của nó sẽ rộng hơn, nhưng mà cái điểm mù của nó sẽ nhiều hơn, đặc biệt là cái phần sát ở bên trong này. Do đó mà tôi dặn các bạn là nếu như mà các bạn thật sự là cần đi á, thì đừng có đi vào phía bên phải sát vào xe như thế này, các bạn sẽ rơi vào điểm mù nhiều hơn. Các bạn nên đi vào phía bên trái thì cái phổ nhìn của người ta sẽ dễ thấy các bạn hơn. Đó là những cái quy tắc mà mình có thể ứng dụng ngay lập tức ở trên đường. Mặc dù là mình không có cái đủ cái thời gian để mà mình tính toán xem là ở cách bao nhiêu mét, hay là cần phải tránh xa bao nhiêu, hoặc là cái điểm mù nó nằm ở khu vực A, khu vực B, khu vực C như thế nào, thì nó có một số những cái mà quy tắc cơ bản như vậy mình có thể áp dụng để mình có thể tránh những cái điểm mù được. Vâng ạ.
Với cách giải thích của chị rất là dễ hiểu, và những cái điểm mù chúng ta cần phải lưu ý. Thực ra chúng ta chịu khó quan sát một chút xíu thì chúng ta sẽ biết được là cái chỗ nào là chỗ an toàn. Và chúng ta thấy nếu mà không quan sát được thì mình cứ né đi, đúng không ạ? Quan trọng nhất là bảo vệ cho bản thân mình trước. Thì bây giờ để tiếp tục câu chuyện, mời chị dùng miếng nước để chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện. Và xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài tình huống ngay sau đây nữa. Có những tình huống vừa rồi mà cần thấy rằng cái chuyện mà đi vào điểm mù hình như là nó xảy ra hàng ngày, nó như cơm bữa luôn. Vậy thì khi mà chúng ta cứ nói rất là nhiều câu chuyện về điểm mù trong rất nhiều những chương trình rồi, vì tại sao mọi người vẫn không, giống như là không có dùng nạp vào mình á, và vẫn cứ đi vào những điểm mù? Không chỉ là những xe nhỏ mà ngay cả những tài xế xe ô tô con vẫn đi vào điểm mù của những xe lớn và xảy ra những cái tai nạn như vậy. Cường biết không, người Việt Nam mình có một cái vô cùng hay và tự tin so với lại người nước ngoài, đấy là cái khả năng tri giác về mặt vận động của người Việt Nam mình nhạy hơn. Tới mức độ mà người nước ngoài họ sang Việt Nam những cái thời gian đầu họ không dám sang đường, bởi vì họ không dự đoán được là cái xe kia nó sẽ đi tới như thế nào. Và cái tốc độ đi của tôi nó có thể đạt được cái mức độ là tôi tránh được cái xe đó đó không? Đó là một cái bài toán vô cùng phức tạp với người nước ngoài để tính toán ở trong đầu. Nhưng người Việt Nam mình sinh ra nó như một cái bản năng ấy, về mặt tri giác vận động á, là tôi chỉ cần nhìn cái tình hình giao thông đó thôi là tôi sẽ đoán được là cái xe này nó đi với cái tốc độ là khoảng bao nhiêu cây số một giờ này, và trong vòng bao nhiêu giây thì nó sẽ tới đây. Cái sự tự tin nó tạo ra cái lối giao thông tạt đầu của người Việt Nam mình, bởi vì tôi tin chắc rằng là với cái sự dự đoán của tôi, đối với cái tri giác không gian của tôi sẽ giải quyết được vấn đề này. Chúng ta phải bớt tự tin một chút để cái sự phản xạ, để cái tri giác vận động của mình nó cần có cái thời gian để nó tính toán nhiều hơn. Thậm chí là nên mặc kệ nó và tuân thủ các tín hiệu giao thông, thì lúc đó thì nó sẽ đỡ cái tai nạn giao thông xảy ra. Mặt khác thì tôi thấy được rằng là vì cái hiện trạng giao thông hỗn hợp của mình ấy, cho nên là các cái xe luôn luôn bị sức ép từ những cái xe xung quanh, là nếu như mà anh dừng lại hoặc là anh không đi, hoặc là anh có tuân thủ giao thông như thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ gây cản trở cho những người xung quanh, và chính cái áp lực đó làm cho cái người tài xế họ bị lúng túng trong cái cách xử lý, và cái cách xử lý của họ lúc đấy không còn là trí não của họ nữa, mà hoàn toàn là vì bên này bóp còi bên trái này thì tôi sẽ phải đánh sang phải một tí, bên kia bóp còi bên phải tôi sẽ phải đánh sang bên phải một tí. Mình phản xạ theo cái sự điều khiển của những người xung quanh giống như một con rối, thế thành ra là những cái gọi là điểm mù hay cái gì đó nó không còn ý nghĩa gì trong cái thời khắc đó nữa. Vậy thì ngày hôm nay thì với chị Thảo, chị có lời khuyên như thế nào cho các tài xế để có thể hạn chế rủi ro từ điểm mù không ạ? Một cái người tài xế lái xe, anh không chỉ lái xe bằng hai cái con mắt của mình, anh còn lái xe cả bằng tai, cả bằng trái tim của mình nữa. Thế thì một trong những cái điều mà tôi mong muốn đấy là trên những cái chặng đường xa, ngắn, dài hay như thế nào đấy, bạn chắc chắn là sẽ cảm thấy buồn, sẽ cảm thấy hơi chán một chút xíu, thì cái âm lượng của nhạc nó nên nhỏ lại để cái sự hỗ trợ của tai của mình nó tốt hơn cho cái việc mà mình có thể nhìn được xung quanh nó rõ ràng hơn. Mình không có tập trung quá vào những cái lời nhạc, đặc biệt là cái bài đó nó lại đúng tâm trạng quá, cái tôi bi lụy quá là tôi không có nhìn cái gì xung quanh nữa, thì chắc chắn là điểm thường còn không thấy nữa, là điểm mù. Cái điều thứ hai đấy là trên xe của chúng mình thì có 3 cái gương, 1, 2, 3, thì mình phải nhìn cả 3 cái. Bình thường thì chúng ta chỉ thường nhìn một cái thôi, nhưng mà không nha, cái đó không có đủ. Tại vì nếu như mà Cường đang nhìn cái bên này và mình thấy bên này ok rồi, nhưng rất có thể bên này nó có một cái vấn đề gì đó. Mỗi cái lần nhích xe của mình là mình sẽ được luyện mắt, và luyện như vậy thì lâu dần thì mình sẽ nhanh nhạy và sẽ quen hơn. Cái thứ hai là mỗi lần mà mình chuyển hướng, chuyển làn hay cái gì đó thì tốc độ nên giảm lại. Thì lúc đó cái việc va chạm nếu có xảy ra thì nó cũng sẽ giảm thiểu được những cái thiệt hại. Và cái thứ hai là mình sẽ phản ứng được dễ hơn khi mà mình biết là tôi có một cái tình huống gì đó. Còn thường là nếu như mà với cái tốc độ nhanh ấy thì người ta trong vòng 3 giây người ta sẽ không thể nào mà phản ứng kịp để chuyển động tác, chuyển tay lái hay là đạp phanh vân vân, không làm được. Cái thứ ba ấy là giống như hồi nãy tôi có nói đó, là bác tài cũng nên chủ động
nhìn ra ngoài bằng chính bản thân của mình. Bởi vì là đôi khi cái gương á, thì bạn nhìn vào trong gương như vậy, nhưng mà cái tầm nhìn ở trong gương và cái tầm nhìn trên con mắt thật của mình là nó khác nhau. Đôi khi là cái gương mình nhìn thấy nó còn xa đó, nhưng thật ra nó đã gần rồi. Và đôi khi thì ở trong gương ấy, nó cũng không chiếu hết được những cái điểm mà có thể là điểm mù. Thế thì mình nhìn ra ngoài bằng chính con mắt của mình, thì cái phổ mắt của mình này, nó không bị qua một cái phần trung gian nữa, thì có thể là cái tầm nó sẽ được rộng hơn. Và như thế thì mình sẽ tránh được cái điểm mù nhiều hơn. Tất nhiên thì là cái sự nhạy cảm của một cái người tài xế lâu năm, đồng thời là với cái trái tim của một cái người tài xế cẩn thận, thì là những cái vấn đề này nó sẽ được hạn chế. Do đó mà tôi cảm thấy là quan trọng nhất là chính là cái lương tâm của các bạn khi mà lái xe trên đường. Như cô nói, hãy lái xe bằng cả trái tim phải không nào? Cảm ơn chị rất nhiều ngày hôm nay đến với Quán Cà Phê Bình An và đã có những lời khuyên cũng như là những cái chia sẻ phân tích rất là sát sao dành cho khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Xin cảm ơn Cường và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình cùng với chúng tôi. Còn ngay bây giờ, Nam Cường xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với món chính tiếp theo, Về Nhà An Toàn. Về nhà bình an, hạnh phúc luôn bên bạn như nơi chốn thiên đàng. Oh yeah. Dù tàn hay là sang thì ý thức cũng là bạn, chúc tất cả bình an. Let's go. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về một vấn đề mà thực sự rất nhiều người sợ và ám ảnh, đó là việc tụ tập lạng lách đua xe của giới trẻ. Và chúng ta thấy thực tế có rất nhiều những vụ tai nạn xảy ra vì cái việc mà đua xe trái phép này của các bạn. Đây là một cái điều mà thức tỉnh chuyện quản lý này, giáo dục con em của mỗi gia đình. Bên cạnh đó thì các cơ quan chức năng cũng phải có những cái biện pháp để răn đe và làm sao để giải quyết tận gốc triệt để cái việc lạng lách đua xe của các bạn trẻ ngày nay. Và bây giờ Nam Cường xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây để xem những đề xuất để có thể là góp phần vào việc thay đổi hành vi của các bạn trẻ ngày nay nhé. Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên xảy ra phổ biến thời gian qua. Người mẹ này giờ đây chỉ biết đứng nhìn con từ xa. Nỗi ân hận của chị trong việc không quản lý phương tiện để con điều khiển gây ra cái chết oan ức cho cô gái vừa xảy ra tại Hà Nội đã trở nên quá muộn màng. Bạn bè biết rủ nhau đi chơi như nào đấy thì nó gây ra như thế này, chị cũng tiếc, đáng tiếc lắm đấy chứ. Tôi cũng thấy là cái sai sót là chưa quản lý chặt chẽ vấn đề xe pháo cho các cháu. Qua đây thì cũng mong muốn các cái bậc phụ huynh sẽ quản lý chặt chẽ và không giao xe cho các cháu chưa đủ tuổi. Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, có đến 38,5% đối tượng đua xe trái phép là học sinh, chủ yếu là học sinh cấp 3, trong đó 23,5% là học sinh đã bỏ học. Nhiều đối tượng đang sống ở khu vực ngoại thành hay các tỉnh lân cận đã tự ý lấy xe máy của gia đình chạy sang khu vực nội đô Hà Nội, đua xe trái phép với tốc độ cao, vượt cả đèn đỏ, luồn lách, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Hiện tại thì nó như là một cái trào lưu, một cái dịch bệnh ở trong giới trẻ, là các đối tượng cứ lên trên mạng xã hội hẹn nhau, và các đối tượng này thậm chí không biết gì về nhau, không có thông tin, tên tuổi, địa chỉ, thậm chí không có số điện thoại, hẹn nhau tụ tập và sử dụng phương tiện là xe gắn máy, tháo biển kiểm soát, mang theo dao, kiếm, tuyếp nước, hàn phóng, đeo khẩu trang, đi ở ngoài đường với cái mục đích là tìm các cái đối tượng, nhìn theo như các đối tượng nói là ngứa mắt để gây sự đánh. Nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc tăng cường công tác tuần tra tại các điểm nóng thì cần có những hình thức xử lý nghiêm khắc hơn như tịch thu xe, tăng phạt tiền, tước giấy phép lái xe, thậm chí tước bằng biển với những đối tượng vi phạm nhiều lần. Con đường mà giải quyết nhanh nhất là con đường tịch thu phương tiện. Tức là cái chuyện mức phạt bao nhiêu không cần biết, nhưng mà tịch thu phương tiện. Nếu mà chúng ta tịch thu thì giáo dục không những cho các cháu và cả bố mẹ các cháu. Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các ban ngành chức năng cùng trách nhiệm từ phía gia đình và nhà trường là những giải pháp cần thiết nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nạn đua xe trái phép, mang lại bình yên cho mỗi gia đình. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với món tráng miệng, ai sai ai đúng, để nhận được phần quà nhỏ nhỏ từ chương trình Giao lộ Bình An quý vị nhé. Hãy cùng theo dõi đoạn clip sau đây để tìm ra câu trả lời. Tình huống tai nạn giao thông xảy ra tại một ngã tư. Theo đoạn video, thời điểm này là gần giữa trưa nên đường khá vắng, cả chiếc ô tô và xe máy đều băng qua ngã tư mà không có dấu hiệu giảm tốc cũng như quan sát. Hậu quả, hai chiếc xe đã va chạm vào nhau theo hướng vuông góc.
Xem xong đợt clip chắc hẳn rằng quý vị đã biết ai sai ai đúng rồi phải không nào? Nhanh tay lên, gửi ngay câu trả lời về cho chương trình qua địa chỉ email giaolobinhan.ttv11a@gmail.com. Ngoài ra quý vị cũng có thể để lại bình luận của mình trên trang fanpage của chương trình để nhận được phần quà từ chương trình Giao lộ Bình An quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Giao lộ Bình An cũng đến lúc tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Nam Cường xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Giao lộ Bình An ở số phát sóng tiếp theo.